Chào tất cả anh em nhân phi đem hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ tốc cần xuyết trong một trang DeFi người ta đã thay dáng quan đích phần link mô tả mình bấm nút start để chat chatbot nè. Các bạn có ai góp và các bạn nào mà tìm hiểu nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút start chờ nói góp dự án cho các bạn khi tham gia dự án các bạn nhận được 10 tốc cần zip, 1 tốc cần zip bằng 2 đô của một tốc cần này chắc sẽ chạy trên nền tảng của Tron sẽ list sàn chất swap đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút join này rớp các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nữa các bạn. Rồi các bạn chờ lót chút các bạn. Rồi, các bạn join vào các bạn bắt đất lại các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì chúng ta follow server nè. Like fanpage của nó, theo dõi fanpage của nó. Rồi theo dõi các bạn. Rồi. Bạn bắt đáp rồi nha bạn. Rồi, bạn bấm nút submit return nha bạn. Rồi sau khi bạn submit detail xong thôi bạn có cho những khác bạn muốn đón tiếp tục nha bạn. Rồi bạn chờ lót nhanh chút bạn. Rồi khi bạn phân bay và tổ hitbox nè. Submit rồi gỡ lại cái đường link bờ. Submit đường link bờ profile link của mình. Rồi bạn nhấp vào follow cho tổ hitbox nha bạn. Nãy nói mình tổ hit luôn rồi. Bạn chờ chút. Rồi. Rồi các bạn tự quyết là bài tin nhắn đã ghim lên các bạn. Hay là bài này không ta. Bài nào ta. Rồi các bạn like bài đầu tiên các bạn. Quyết bài đầu tiên. Trời ơi. Tự quyết là username của nó các bạn. Rồi. Để xuống này. Like nó bài này nữa nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp rồi đi các bạn. Rồi các bạn mở theo word của mình ra, các bạn lấy cái đường link bờ đúc file theo word của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân một hồ sơ của mình nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch trên đầu là bấm vào chia sẻ, bấm vào sao chép liên kết. Rồi bắt lại gửi cho xin rồi. Rồi. Bắt dạ. Ngoan ta. Rồi, bạn gửi lên cho bot nha bạn. Ăn cái tái. Rồi, các bạn gửi xong nó kêu các bạn điền địa chỉ giấy tờ sẽ 20 giấy chút wallet. À, chôn link. Chôn wallet. Chúc các bạn dùng địa chỉ giấy của nó cũng được nữa nha. Nhưng mình khuyên các bạn đề xuất các bạn là dùng địa chỉ giấy cho Linh Bà Gồn nữa mà. Đâu rồi ta. Rồi các bạn mở giấy cho Linh của mình ra nè. Rồi các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Mày lock ai bữa quá vô. Đại vì phiền nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào một reset nè. Giờ bạn copy nha bạn. Rồi các bạn chạy về cũng bot Telegram của mình lại cũ nữa. Rồi bạn bắt để chỉ tên đồng các bạn. Rồi bạn gửi nha bạn. Rồi nó hỏi các bạn vào join kênh seller các bạn vào kiểm tra các bạn. Rồi các bạn bấm vào multi nè. Rồi bạn bấm up lên nha bạn. Rồi bạn bấm done tiếp tục nè. The wish and request have been bought. Nó hỏi có không các bạn vào kiểm tra các bạn.
Rồi các bạn theo dõi hai kênh trader đó. Các bạn lướt xuống các bạn tìm dự án của nó. Dự án nào ta? Dự án này nè các bạn. Mình tên là cái gì? Crypto Farm ha các bạn. Test lại của username nó. Các bạn test lại của username chỗ này nè các bạn. Của nó cộng crypto. Liệu username này các bạn. Phải không ta? Thôi các bạn chờ mình chút nữa mà. Khỏi luôn các bạn test gì bấm nộp test lại được các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn chạy lên Telegram các bạn bấm yes. Rồi các bạn chờ bot. Bot đứng bot luôn. Chờ không tiếp tục ta. Lộn ta. Rồi các bạn bấm Z là để nó ra. Rồi các bạn bấm vào menu nữa các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Get balance chưa những ghép nào.